con ba thằng đàn ông không ké hả? Ké ké thôi. Ủa nay ngày mấy rồi? 4 ngày 16 rồi. Sớm ăn cho được rồi. Nhổ gì đâu, còn đầy đầu mà nhổ. Này đứa dành à. Làm biến nó chai bị đặt đi dành. Nghĩ sao làm biến mày? Trong có rồi nhổ làm biến. Một đống dày mà nhổ, nhổ. Thế đấy, chắc nó quay sang một cái. Mày nói cái nít nữa, tròn thiệt nó quay. Được chưa? Anh là cái phía đó nó không còn. Cái phía đó là hết rồi này. Chưa nhổ thì nó còn cái này. Được chưa? Kìa, xuống này chỗ cái cửa sổ này kìa. Nó có cái nhíp đánh đánh ấy. Lên lên này nữa. Đóng rồi. Thay phiên nhau nhổ cho nó. Thôi được chứ, chứ em nhổ hồi hết luôn á. Hết là phải nhổ.